Nhưng các anh chị phải tu thân xong, thân tu chưa xong, gia đình chưa ổn thì các anh chị không thể nào làm việc ảnh hưởng, hướng dẫn được người khác. Đây là 5 chữ để giúp chúng ta hoàn thành cái mục tiêu và ước mơ của mình rõ ràng hơn. Hồi sáng có rất nhiều chị chia sẻ về ước mơ, điều đó rất tuyệt vời rồi, nhưng sẽ tuyệt vời hơn và giúp chúng ta dễ dàng đạt được hơn khi chúng ta rõ ràng về nó, chúng ta đạt được những điều này. Cái gì chúng ta làm trong cuộc đời này chúng ta cũng cần phải rõ ràng là sức mạnh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ có làm một cái phần liên quan đến cái kết quả chúng ta muốn mang về trong chương trình ngày hôm nay, kết thúc chương trình này chúng ta sẽ mang về. Đó chính là cái những hành động cụ thể. Tôi muốn nói các anh chị có bốn thứ mà chúng ta có thể phải hoàn thành cho cái mục tiêu ước mơ của mình. Đầu tiên là phải đầu tiên là phải đầu tiên là phải tiếp theo là phải tiếp theo tiếp theo đúng rồi. Ngày xưa Khổng Tử, câu này của Khổng Tử nguyên văn là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Đất nước Việt Nam chúng ta xếp thứ 16 về đất quốc gia hạnh phúc, đất thái bình là hạnh phúc rồi, không cần phải bình thiên hạ làm gì, đúng không? Chúng ta không phải là chính khách, không phải làm quan chức gì trong chính phủ, chúng ta cũng không cần phải trị quốc, đó là việc của người khác. Nhưng việc mà chúng ta có thể làm đầu tiên là hãy sống tốt để lo cho bản thân mình thật tốt, thật giá trị, yêu thương, xứng đáng và trách nhiệm. Ok, đằng sau cái từ cái 4 ô á, các anh chị lật ra là bốn cái cụm từ mà chúng tôi muốn hướng tới. Người đô ba phải sống yêu thương nhiều hơn. Yêu thương trong đó có trân trọng, biết ơn, yêu thương, trân trọng, biết ơn và yêu thương. Người đô ba phải sống trách nhiệm nhiều hơn. Trách nhiệm trong mỗi quyết định, những sự lựa chọn của chúng ta, những hành động và công việc của chúng ta phải trách nhiệm và tự chủ được những cái sự lựa chọn đấy thì chúng ta sẽ trách nhiệm. Tiếp theo đó là phụng sự tận tâm. Phụng sự ở đây vẫn quay quanh những cái thứ này: phụng sự chính bản thân mình, phụng sự gia đình mình, phụng sự khách hàng, phụng sự đồng đội, phụng sự cộng đồng. Phải phụng sự tận tâm, phải hết mình, không phải đơn giản chỉ đi kiếm tiền. Và cái cuối cùng đó chính là xứng đáng với những gì chúng ta đang có, với những sự hy sinh của chính cuộc đời chúng ta, của những người thân yêu của chúng ta, của bố mẹ của chúng ta, của con cái chúng ta, của gia đình chúng ta, của những đồng đội của chúng ta, và có rất nhiều người khác nữa đang hy sinh dành cho chúng ta. Nên xứng đáng là từ mà các anh chị theo đuổi. Tôi không theo đuổi từ trọn vẹn, bởi vì rất khó để trọn vẹn. Rất khó các anh chị. Nếu chúng ta càng mong muốn trọn vẹn, các anh chị càng bị áp lực. Nhưng xứng đáng là điều mà các anh chị có thể làm được. Hãy cảm thấy xứng đáng với những gì mình đang có. Hãy cảm thấy mình xứng đáng có được nhiều hơn. Hãy cảm thấy xứng đáng mình. Hãy cảm thấy mình xứng đáng có một ước mơ lớn hơn, những cái điều tuyệt vời hơn cho cuộc sống của mình. Đúng không ạ? Các anh chị phải cảm thấy mình xứng đáng. Tôi thấy xứng đáng thì ngày hôm nay tôi mới có mặt tại đây ngày hôm nay. Tôi phải cảm thấy tôi xứng đáng thì tôi mới đang được giao lưu với những con người tuyệt vời giống các anh chị. Cho dù xét về thu nhập có thể tôi thua rất nhiều anh chị ở đây, nhưng một vài thứ tôi cảm thấy tôi xứng đáng có mặt ở đây. Bởi vì chúng ta mỗi người đều có những giá trị cho cuộc đời mình, để chúng ta chia sẻ, để chúng ta phát triển, để chúng ta cống hiến và để chúng ta để lại tên tuổi của mình trên cuộc đời này. Bao chị hiểu người này giơ tay lên mà nói. Ok, vì vậy cần phải tu thân, tề gia và cống hiến, nghĩa là làm việc và ảnh hưởng lên người khác. Ok không ạ? Và mở lại cái 4 ô. Trong đó, nó có 4 ô: gia đình lớn, gia đình nhỏ, bản thân và công ty. Công ty, hay công ty của các anh chị, công việc kinh doanh của các anh chị, hay bất kỳ công ty nào. Và ở đây chúng ta đang được một cái cơ hội, một món quà đến từ Dova Group, được không ạ? Thì nó phải smart. Smart ở đây đó chính là cái chữ S đầu tiên, tôi không nhớ tiếng Anh của nó, nhưng nó là một vài ý nha: cụ thể và rõ ràng. Cụ thể rõ ràng, nó không phải chung chung. Hồi sáng tôi nói rất nhiều là chúng ta đang sống chung chung, chúng ta đang mong muốn chung chung, nên chúng ta sẽ không có cái gì hết, bởi vì nó rất chung chung. Ok không? Hiểu không ạ? Đấy, nên phải rõ ràng ra. Để rõ ràng và cụ thể, nó cần phải là một cái thứ có con số đo đếm được. Cụ thể rõ ràng. Tôi ví dụ tiếp theo nữa, nó là phải nằm trong cái khả năng của mình, khả năng chúng ta thực hiện được. Tiếp theo nữa, nó phải thực ở nằm trong cái sứ mệnh của chúng ta. Và tiếp theo, nó phải có một cái timeline để thực hiện. Một cái timeline. Tôi ví dụ nha, ở một gia đình lớn, các anh chị có thể một vài người nói chung chung là muốn sẽ đi du lịch cùng với gia đình. Thì nó rất chung chung. Nhưng nếu các anh chị cụ thể hơn nè, tôi sẽ đi du lịch cùng với gia đình tại Đà Nẵng
vào tháng 8 2019 với khoản chi phí là 50 triệu đồng cho 10 thành viên trong gia đình của tôi. Nó rất cụ thể và rõ ràng, có timeline, có mọi thứ. Và các anh chị biết các anh chị cần nỗ lực và để lại những gì để các anh chị làm được điều đấy, đúng không? Hay các anh chị nói về phát triển bản thân mình nè, tôi cam kết sẽ, tôi cam kết cho bản thân á, sẽ đọc 10 trang sách mỗi ngày và duy trì liên tục. Ok không? Có những con số cụ thể rõ ràng. Phát triển bản thân thì làm cái gì để phát triển bản thân? Là đọc sách, đọc bao nhiêu trang sách, 10 trang sách, đọc bao lâu thì đọc mỗi ngày. Ok, đó là những cái cụ thể và rõ ràng. Các anh chị làm được điều này, các anh chị có thể kể cho đội nhóm mình, phải hướng dẫn cho đội nhóm mình làm được và hướng dẫn cho con cháu chúng ta làm được. Ok không ạ? Ở trong hội trường này tôi thấy có một vài chị rất là lớn thì có con rồi, hướng dẫn cho nó như vậy là cái cách để giúp nó đạt được những kết quả tuyệt vời hơn. Chứ các anh chị muốn một ngôi nhà, muốn con thành đạt là như nào? Ví dụ như con tôi thành đạt là sau 3 năm nữa con tôi sẽ được đi, có mức thu nhập 50 triệu một tháng và nó có thể gửi về cho tôi 10 triệu một tháng, là tôi nghĩ đó là thành đạt. Đúng không? Chúng ta phải định nghĩa được. Thành công của mỗi người là khác nhau, hạnh phúc của mỗi người là khác nhau, kết quả của mỗi người mong muốn là khác nhau. Nhưng nó giống nhau ở cái công thức là phải cụ thể, rõ ràng, phải có con số, phải đo lường được, phải phù hợp với năng lực của chúng ta. Đúng không? Ví dụ bây giờ các anh chị mới vào Dova và các anh chị nói một tháng nữa tôi muốn kiếm 100 triệu đồng. Cái đó thì các anh chị có quyền, nhưng nó phải phù hợp với cái năng lực hiện tại của chúng ta. Nếu chúng ta chưa có ai thì điều đó là bất khả thi. Nhưng nếu chúng ta đang có một cái hệ thống sẵn thì điều đó có thể thực hiện được. Đúng không? Hãy xác định thử xem. Nhưng cũng đừng giới hạn bản thân mình ở bất kỳ điều gì cả. Ok giờ? Mọi nguồn lực để các anh chị bắt đầu đã có sẵn bên trong các anh chị hết rồi. Nhưng hãy xác định mơ lớn hơn ấy. Thức tỉnh giấc mơ lớn mà, nên hãy mơ lớn hơn. Nhưng nó phải nằm trong cái khả năng mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta nỗ lực kiên trì kiểu gì chúng ta cũng đạt được.